Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay Hiện bây giờ là chiều ngày thứ năm tại Hoa Kỳ, bây giờ là khoảng 5 giờ rưỡi chiều tại Cali Và ở Việt Nam đó, các bạn đã bước qua ngày thứ sáu rồi, mới đây chúng ta lại sắp sửa kết thúc một tuần rồi các bạn Và hôm nay đây là một ngày mà cũng rất là sôi động, tại vì chúng ta cũng đã thấy được là giá của BTC đó Thì hồi sáng này đã giảm xuống tới cái mức là khoảng chừng 62.745 đô rồi sau đó tăng ngược trở lên tới cái mức cao ra cách đây khoảng chừng 4 tiếng đồng hồ là 65.280 hiện bây giờ đã giá là 64.337 khi mà tôi làm video này thì cái mức giá này đây cũng đã có một cái sự hồi phục soi mức giá của ngày hôm qua nhưng mà hôm nay là một ngày mà có rất là nhiều tin tức xấu các bạn và tin tức lớn đó là chúng ta đã có cái chỉ số GDP như là tổng sản lượng quốc nội của Hoa Kỳ và nó đã không như mong muốn các bạn và điều này có ý nghĩa gì đối với việc là Fed giảm lãi suất và chúng ta cũng sẽ nhìn vào tình hình của Bitcoin smart ETF ngày hôm nay đây dòng tiền nó không lạc quan các bạn thường nó chúng ta thấy được là chỉ có scale bán mà thôi hôm nay nhiều quỹ đã có cái động thái bán rồi và chúng ta cũng sẽ xem chi tiết một lát nữa cũng như chúng ta có những tin tức lớn như là liên quan đến giữa SEC và Ethereum thì cuối cùng cũng đã khởi kiện các bạn nhưng mà nói như thế nào chúng ta sẽ nói chi tiết một lát nữa và nhiều tin tức nổi bật khác liên quan đến tình hình chung của thị trường nhưng mà trước hết á, chúng ta hãy dành thời gian để mà nói về nhiều cái tin tức không được tốt ngày hôm nay đầu video đương nhiên sẽ có những tin tức tốt của bạn nhưng mà Thuận sẽ chia sẻ phần thứ hai của video chúng ta bây giờ hãy bắt đầu đi thì phần đầu tiên đó, chúng ta sẽ nói trước hết là liên quan đến cây chỉ số GDP các bạn, tổng sản lượng quốc nội đã có ở Hoa Kỳ rồi cho cái quý 1 và đã thấy được là cái phần trăm tăng trưởng đã chậm lại các bạn chỉ còn có 1.6% mà thôi. Cái này nó đã thấp hơn so với cái ước tính là 2.2%. Cái này là cái con số thường đã chia sẻ với các bạn vào đầu tuần rồi các bạn đã nhớ. Thì cái con số cho nhận được đó là quý 1 Nền kinh tế vẫn tăng trưởng nhưng mà đã chậm lại nhiều rồi, 1.6 và cái này đó nó gần như là phân nửa so với lại cái sự tăng trưởng của quý 4 các bạn. Quý 4 đó nghĩa là từ tháng 10 tới tháng 12 của năm ngoái, cái sự tăng trưởng của GDP ở Hoa Kỳ là 3.4%. Bây giờ chỉ còn có 1.6 mà thôi các bạn. Và chúng ta thấy được là cái con số này đã thấp hơn khoảng 50% so với ước tính của những ngân hàng lớn như là Goldman Sachs. Đồng thời đó chúng ta nhìn thấy được là cái báo cáo ngày hôm nay của Bộ Thống kê Tài liệu lao động thì cho thấy được là cái sự tăng trưởng của chỉ số Core PCE đó nghĩa là phần trăm lạm phát mà không tính tương thực và năng lượng đó, thì cái sự tăng trưởng từ quý này vào cái quý kia đã tăng thay vì là 2% từ quý 3 tới quý 4 nhưng mà từ quý 4 tới quý 1 đó đã tăng tới 3.7% các bạn. Và đây là kết quả tồi tệ nhất có thể có được đối với lại Fed các bạn, tại vì Fed vẫn đang chờ đợi những thông tin tốt liên quan đến là lạm phát có cái sự suy giảm công với lại nền kinh tế vẫn tốt, cái đó gọi là hạ cánh mềm. Nhưng mà các bạn nhìn thấy được là chúng ta bây giờ có một cái hoàn toàn ngược lại, kinh tế suy yếu kèm theo lạm phát lại gia tăng các bạn. Hoa Kỳ đã chính thức bước vào cái thời điểm gọi là stagflation các bạn và stagflation là thời điểm cực kỳ khó khăn và cực kỳ xấu cho Fed các bạn, tại vì stagflation nghĩa là chúng ta có tình trạng kinh tế suy yếu cộng với lại lạm phát tăng cao thì các bạn có nghĩ đi một trong những công cụ mà hữu dụng của fed đó chính là lãi suất họ nắm chúng ta lãi suất thì họ có thể tăng hoặc là giảm để mà quản lý cái dòng tiền khi mà có nhiều lạm phát họ sẽ siết chặt dòng tiền lại và nếu như mà họ muốn nền kinh tế đó, phát triển họ sẽ thả lỏng dòng tiền thì các bạn có nghĩ ngay tình trạng bây giờ đó thì chúng ta lại có nền kinh tế bị suy yếu nhưng mà họ lại không thể thả lỏng dòng tiền tại vì lạm phát đạt ở mức cao khiến cho họ phải chọn một trong hai cái bạn họ sẽ chọn là quản lý lạm phát hay là họ phải cứu nền kinh tế 1 trong 2 mà thôi Đương nhiên chúng ta thấy được là cái phần trăm này đã vẫn cho thấy là nền kinh tế Hoa Kỳ tăng trưởng nhưng mà chậm lại Nhưng mà rất rõ ràng là chúng ta thấy được là 1.6 Nếu như mà không cẩn thận nữa, thì hoàn toàn có thể là trong quý này chúng ta trở về con số 0 Và thậm chí chúng ta có thể là có con số âm các bạn Nghĩa là nền kinh tế đó không tăng trưởng mà còn đang bị thu lại nữa Đó là điều mà tôi nghĩ là Fed đang rất là lo lắng hiện bây giờ Tình hình tệ nhất đã xảy ra rồi các bạn Không như mong muốn lạm phát vẫn dài dài mà tình hình kinh tế đã chậm hơn và chúng ta có thể thấy được là ngày mai sẽ có cái chỉ số PCE mới nhất và chúng ta sẽ quan tâm đến chỉ số này ngày mai đó là khoảng năm giờ rưỡi sáng giờ Cali à, có nghĩa là khoảng chừng bảy giờ rưỡi tối giờ Việt Nam ngày hôm nay các bạn sẽ có được chỉ số phần trăm lạm phát PCE nhưng mà ước tính bây giờ đó vẫn là phần trăm lạm phát PCE nó sẽ cao hơn là cái tháng vừa rồi tháng vừa rồi là 2.5, tháng này là sẽ tăng lên một chút là 2.6% và core PCE đó thì vẫn kỳ và vọng là giảm một chút từ 2.8 xuống còn 2.7 thì đó là kỳ vọng hiện bây giờ nếu như mà chúng ta có phần trăm lạm phát PCE con số mà Fed quan tâm ngày mai mà tệ đó thì tình hình thị trường nó sẽ rất là xấu các bạn tại vì hôm nay khi mà có tin tức liên quan đến GDP đó thì chúng ta đang thấy được là chỉ số Dow của Hoa Kỳ đã giảm gần 700 điểm nhưng chỉ số chứng khoán khác đó thì cũng đang rất là đỏ các bạn và chúng ta nhìn thấy được là kết thúc hôm nay ra sao kết thúc ngày hôm nay đó chúng ta nhìn thấy được là chỉ số Dow Jones cuối cùng đó thì cũng vẫn giảm nhưng mà đã giảm tổng cộng là 375 điểm thay vì giảm tổng cộng lên tới 700 điểm các bạn giảm gần như một phần cũng một ngày coi như giảm nhiều như là các bạn đã biết đó, trong thiền crypto đó chúng ta đã quen với mỗi ngày đã tăng trưởng ngay cả Bitcoin cũng vậy tăng trưởng một ngày 5% là cũng là điều thường thấy các bạn nhưng mà những chỉ số này đó, mỗi một năm thì tăng trưởng tổng cộng hay là giảm tổng cộng nó chỉ đâu đó khoảng chừng là 8% mà thôi cho nên một ngày mà giảm gần 1% đó coi như giảm nhiều các bạn chúng ta có chỉ số S&P 500 cũng giảm 0.46 và chúng ta có chỉ số Nasdaq đã giảm 0.64 kết thúc ngày hôm nay. Pre-market bây giờ đó thì đỡ một chút các bạn cho chỉ số Nasdaq tại vì phần lớn đó là liên quan đến công ty google các bạn thì công ty google hay là công ty alphabet á tại vì alphabet là cái tên chính thức google bây giờ chỉ là một phần của công ty alphabet mà thôi công ty Alphabet này đã, đã có một cái báo cáo quý 4 rất là tốt. Các bạn nhìn thấy được là họ đã có cái thu nhập tổng cộng đó là 80.54 tỷ so với lượng ước tính là 78.59 có nghĩa là họ đã có một cái thu nhập quý 4 rất là tốt các bạn và chúng ta nhìn thấy bên dưới này đó thì thu nhập từ quảng cáo YouTube đó thì họ đã có thu nhập là 8.09 tỷ so với ước tính là 7.72 nói chung đó, chúng ta thấy được là cái dịch vụ đám mây của họ thu nhập cũng cao hơn ước tính thêm vào đó đó thì công ty Google cũng đã thông báo là họ sẽ trả lại tức và thêm vào đó họ sẽ dùng 70 tỷ đô la để mà mua lại cổ phiếu khiến cho cái cổ phiếu của họ đã, đã tăng sau khi mà có thông tin tổng cộng là 11 trăm. đây là một trong những công ty lớn các bạn khiến cho chỉ số Nasdaq Future bây giờ có, có sự hồi phục trở lại S&P Futures thì cũng hồi phục trở lại là 0.74 hiện bây giờ nhưng mà chỉ số ra thì vẫn không thay đổi các bạn cái này chỉ là những cái chỉ số future sao các bạn nghĩa là hợp đồng tương lai sáng mai đó khi mà mở cửa nghĩa là 6 giờ rưỡi sáng giờ cali chúng ta mới biết được tình hình thật sự ra sao tại vì lúc đó chúng ta đã biết được cái chỉ số phần trăm lạm phát pce rồi và các bạn cũng nên nhớ là tuần sau chính là cuộc họp của Fed các bạn. Fed đang bị đưa vào một cái thế kẹt. Nó còn khó khăn hơn bất cứ thời điểm nào trong vòng 2 năm qua các bạn. Và chúng ta được là hợp đồng của dầu đó thì ngày hôm nay tăng nhẹ một chút ở mức là 83 đô 91 cent. Vàng đó hôm nay thì không thay đổi các bạn. Vẫn đang dưới 2.400 đô. Crypto đó thì chúng ta được là ngày hôm nay đó tùy theo các bạn nhìn vào cái thống kê của website nào. Nhưng mà hiện bây giờ là 64.200 đô, 300 đô thì cái mức này tương tự như là cái mức giá chúng ta thấy ngày hôm qua rồi nói chung đó thì mới đầu crypto cũng có một cái sự phản ứng các bạn chúng ta nhìn thấy được là bitcoin nói riêng đó, giảm xuống còn 62.756 đô khi mà có thông tin liên quan đến GDP nhưng mà ngay sau đó lại có cái sự hồi phục của bạn còn nhanh hơn cả chứng khoán chứng khoán kết thúc ngày hôm nay đây các bạn đã nhớ là vẫn là một màu đỏ hiện tại thì có phải là crypto hầu như cũng đã chai với những thông tin này rồi và thật ra nhiều bạn còn đã biết khi mà chúng ta nói tới một cái gì này nhiều quá thì thị trường nó từ từ làm quen giống như chúng ta đã nói tới là phép tăng lãi suất trước đây thì từ từ thị trường làm quen với lại lãi suất cao các bạn mà thị trường vẫn tiếp tục và vẫn có sự hồi phục năm 2023 chúng ta thấy được là tất cả thị trường luôn không chỉ riêng là crypto ngay cả chứng khoán ngay cả chúng ta nói tới bất động sản đều có sự hồi phục cho dù là Fed vẫn tiếp tục đẩy lãi suất tăng cao năm 2023 tại vì thị trường nó đã có một cái sự làm quen rồi và bây giờ cũng như vậy các bạn chúng ta thấy được là thị trường đầu năm nay thì kỳ vọng là Fed giảm lãi suất lên tới 6 lần nhưng mà bây giờ đó thì kỳ vọng đó hầu như là không còn nữa các bạn chúng ta bây giờ đó chỉ có kỳ vọng là Fed giảm lãi suất khoảng chừng là một lần mà thôi chúng ta nhìn thấy được trên màn hình thì dựa theo Kobe Shiller, thị trường hiện cho thấy là có 36%. 36% là khoảng chừng là 1 phần 3 các bạn nghĩ là sẽ không có giảm lãi suất vào năm nay. 4 tháng trước đây đó, thì có khoảng 3% cơ hội không giảm lãi suất. Trong vòng 3 tháng thôi đã, đã từ 3% lên tới 36% rồi các bạn. Thị trường nó đã thay đổi từ kỳ vọng giảm lãi suất 6 lần. Nhưng mà bây giờ ra giảm lãi suất chỉ có một lần trong năm nay mà thôi. Chỉ có 31% cơ hội sẽ có hai lần giảm lãi suất hoặc là nhiều hơn trong năm nay có nghĩa là chúng ta thì được là cái sự thật đó nó sẽ đâu đó ở chính giữa chúng ta vẫn đang có cái sự kỳ vọng là sẽ có một đợt giảm lãi suất vào năm nay và khi nào đó thì dựa theo tài liệu mới nhất đến từ CME thì kỳ vọng thị trường bây giờ chính là vào tháng 9 các bạn tháng 9 sẽ là cái tháng đầu tiên giảm lãi suất và có thể là đợt giảm duy nhất nhưng mà để thuận zoom ra các bạn sẽ thấy rõ ràng hơn Chúng ta hãy nhìn vào biểu đồ của Bitcoin đi Thì thật ra đương nhiên những tin tức này đã ngắn hạn trong vòng một ngày một tuần hay là một tháng nó sẽ có sự ảnh hưởng Nhưng mà dài hạn các bạn sẽ thấy được là đầu năm nay đó thì lúc đó giá Bitcoin là bao nhiêu các bạn Chúng ta nhìn thấy được là đầu năm nay là ngay cái thời điểm này các bạn ngày 1 tháng 1 Năm 2024 thì giá Bitcoin lúc đó nó chỉ có 42.000 đô mà thôi. Lúc đó chúng ta kỳ vọng là có 6 đợt giảm lãi suất. Bây giờ đó chỉ còn một đợt giảm lãi suất mà thôi chúng ta vẫn thấy được là giá Bitcoin nó đã ở mức là 64.000 đô ngay thì đến bây giờ rồi. Thì khi mà zoom ra các bạn mới thực sự thấy được. Hàng ngày đó khi mà có tin tức thì đương nhiên các bạn nhìn vào những ngọn nến như là chúng ta nói tới nến giờ hay thậm chí nhiều bạn đã sử dụng nến nửa tiếng đồng hồ thì thấy được cái sự ảnh hưởng rất là lớn. Nhưng mà zoom ra các bạn mới thực sự hiểu được Đương nhiên sao có sự ảnh hưởng nhưng mà về dài hạn chúng ta đều biết là kết quả cuối cùng nó chỉ có thể là in thêm tiền giảm lãi suất mà thôi cho dù có hay là không có suy thoái tài chính kết quả cũng giống nhau cái sự khác biệt là ngay thời điểm đó đó thị trường sẽ có cái sự dao động như thế nào mà thôi nếu như mà không có suy thoái tài chính mà giảm lãi suất sẽ dẫn đến tất cả những cái tài sản sẽ có sự tăng trưởng khi mà dòng tiền được thả lỏng và nếu như mà có suy thoái tài chính đó, sẽ có thể dẫn đến trong thời gian ngắn hạn những tài sản có thể giảm nhưng mà tới dài hạn là các bạn zoom ra sẽ thấy được khi mà giảm lãi suất rồi thì kết quả cũng giống nhau và thậm chí khi mà có suy thoái tài chính á trong thời gian ngắn hạn thì đương nhiên rất là tệ các bạn nhưng mà dài hạn thì Fed lại giảm lãi suất còn nhanh hơn nữa chúng ta chỉ đang nói đến sự ảnh hưởng của suy thoái tài chính đó với giá tài sản mà thôi không biết là suy thoái tài chính nó rất là tệ cho những người mà đi làm mà họ bị mất việc cho đó đương nhiên không có gì chối cãi được các bạn thôi chỉ đang nói tới là tới cuối cùng nên thì giá tài sản ra sao? Các bạn cứ nghĩ đi năm 2008 có suy thoái tài chính, tới cuối cùng thì sao các bạn? Giá nhà bây giờ đã cao hơn lúc đó rất nhiều rồi. Thôi nhớ biết bao nhiêu người lúc đó nói là giá nhà nó sẽ không bao giờ tăng gì nữa đâu. Đó là một cái bong bóng tài chính được tạo ra bởi bong bóng tín dụng. Chứ còn giá nhà ở Hoa Kỳ sẽ không tăng gì nữa. Trong vòng vài năm thôi giá nhà không những là trả cho về cái mức đó mà bây giờ còn cao hơn rất nhiều nữa các bạn. Thì tại sao? Cũng đơn giản thôi tại vì biết bao nhiêu tiền được in ra từ thời điểm đó cho tới bây giờ các bạn, thị trường bây giờ đã có nhiều tiền hơn trước đây và tài sản đó thì cũng như vậy mà thôi, rất nhiều tài sản có tính khan hiếm nó tăng rất là cao. Chúng ta nói tới là nhà cửa, chúng ta nói tới chứng khoán, chúng ta nói tới crypto các bạn như là Bitcoin thì đã tăng rất nhiều từ thời điểm đó các bạn, từ ria tới bây giờ rồi tại vì Bitcoin chỉ có bao nhiêu đó mà thôi. Cho dù là tin tức trên thị trường ra sao, tình hình như thế nào liên quan đến chính trị thì cuối cùng Bitcoin cũng chỉ có 21 triệu mà thôi các bạn. Nhưng mà chúng ta thấy được là giá của Bitcoin ở trên thị trường spot không có thay đổi nhiều nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy là có cái sự lo lắng thật sự đã xảy ra trong thị trường bitcoin spot etf chúng ta có nhìn thấy được là giá hôm nay so với ngày hôm qua đó thậm chí nó cũng cỡ đó mà thôi các bạn và lúc mình làm video ngày hôm qua giá chỉ có 63 mươi ngàn hôm nay thậm chí cũng đã có một cái sự tăng nhẹ rồi chứ không phải là tệ hơn nhưng mà ngược lại đó chúng ta nhìn thấy được là biết bao nhiêu thời điểm trước đây giá có cái sự suy giảm nhưng mà cũng không làm lung lay rất là nhiều những nhà đầu tư ở trong thị trường tại chính các bạn, tại vì chúng ta nhìn thấy được là cái dòng tiền ngoại trừ chúng ta nói tới cái cột GBTC Grayscale đó thì họ bán hàng ngày nhưng mà những cột khác đó thì phần lớn ngày nào cũng có cái dòng tiền đi vào ngược lại các bạn, ngày hôm nay không phải một ngày mà giá đâm trên thị trường nhưng mà chúng ta vẫn thấy được là chúng ta có dòng tiền rời khỏi để thuận refresh lại để xem chúng ta có thông tin mới nhất đến từ BlackRock hay chưa thì vẫn chưa các bạn nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là hôm nay Rayscale đã, đã bán nhiều hơn ngày hôm qua là 139.4 triệu nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là đã có ba cái màu đỏ khác ngoài trừ Rayscale thứ nhất là đến từ Ark Invest các bạn có 31 triệu đã được bán bởi Ark Invest chúng ta có kế tiếp đó là Bitwise có tổng cộng là 6 triệu và cái cột này là Fidelity bán 22.6 triệu các bạn đây là cái lần đầu tiên chúng ta có dòng tiền âm đến từ Fidelity mà hôm nay không phải đầu một ngày mà giá cả tệ các bạn thì tại sao? Tại vì những ngày trước đó cho dù là giá cả Bitcoin giảm đi nữa đó thì những nhà đầu tư ở Full War, họ cũng không có sự lo lắng nhiều quá tại vì họ vẫn kỳ vọng là có hạ cánh mềm. Cái này đó là liên quan đến Bitcoin Spot ETF mà thôi tại vì những cái cổ phiếu này được giao dịch trên sàn chứng khoán Hoa Kỳ. Thì ngày hôm nay với cái tin tức liên quan đến tổng sản lượng quốc nội GDP, cái kỳ vọng đó đã hầu như không còn nữa cho nên chúng ta mới thấy cái lực bán đến từ những nhà đầu tư của những quỹ này tại vì họ lo sợ suy thoái tài chính nhưng mà đối với lại thuận nên thường nhiều chia sẻ với các bạn những gì chúng ta nói đến chỉ có ảnh hưởng ngắn hạn mà thôi dài hạn đó nếu như mà chúng ta nói tới là có suy thoái tài chính xảy ra thì sao các bạn về mặt kinh tế đương nhiên là tệ đối với một số người rồi tại vì lúc đó nhiều công ty đó họ sẽ phá sản dẫn đến nhiều người thất nghiệp nhưng mà mặt khác đó thì chúng ta sẽ được là Fed sẽ thả lỏng dòng tiền và sau đó đó tiền sự đẩy vào trong thị trường dài hạn như thường đã chia sẻ mới đây với các bạn dài hạn đó kết quả cũng giống nhau mà thôi thì việc kết quả cuối cùng nó chỉ có thể giảm lãi suất và in tiền sự khác biệt là trong cái bối cảnh nào mà thôi chúng ta sẽ biết sớm mà cuộc họp của tháng sau các bạn hiện bây giờ đó thì chúng ta vẫn đang chờ đợi cái con số cuối cùng đến từ BlackRock nếu như mà BlackRock có dòng tiền âm này, thì đây cũng là cái ngày đầu tiên từ khi bắt đầu tới bây giờ chúng ta có dòng tiền âm đến từ BlackRock các bạn. Đáng tiếc chúng ta nhìn thấy được ngày hôm qua đó thì BlackRock có dòng tiền không đô la nghĩa là chúng ta thấy nó đã kết thúc cái chuỗi tổng cộng là khoảng 72 ngày liên tục của dòng tiền dương các bạn từ khi bắt đầu tới bây giờ. Và thuận vừa thấy chúng ta có cái thông tin thống kê từ BlackRock các bạn thì IBIT nghĩa là cái quỹ của BlackRock đó, ngày hôm nay dòng tiền là không đô la thì ít ra cũng không giống như là Fidelity các bạn. Tới bây giờ đó BlackRock tuy đã kết thúc kê chuỗi ngày có dòng tiền dương nhưng mà tới bây giờ vẫn chưa có một ngày có dòng tiền âm nhưng mà phải đeo thì đã có rồi hôm nay đó khả năng chúng ta sẽ kết thúc với cái số tiền là âm 197 triệu đô la dài tiếng nữa khi mà có thống kê cuối cùng thì sẽ chia sẻ với các bạn trên những mạng xã hội và trước khi mà chúng ta tiếp tục với những thông tin nổi bật trong video ngày hôm nay đây thì chúng ta cũng có một nhà tài trợ đó chính là sàn giao dịch Marchex và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay Marchex thì cũng là một sàn giao dịch crypto cũng như là nhiều sàn khác Tuy nhiên, ở Matrix thì sẽ không có rắc rối bởi quá nhiều tính năng. Matrix sẽ đơn giản hóa giao diện giúp người mới cũng như người cũ có trải nghiệm giao dịch tốt nhất. Matrix muốn đem đến thông tin và chương trình khuyến mại hấp dẫn. Bất cứ khi nào bạn đăng ký mới và nạp tối thiểu là 100 USD, bạn sẽ nhận được tương ứng là 100 USD tiền thưởng vào tài khoản của mình. Ngoài ra, đó bạn sẽ nhận được thêm 20% tiền thưởng cho cái khoản tiền bạn gửi tối đa là 10.000 USD với điều kiện là bạn phải đăng ký thông qua promo Thuần Capital trong phần mô tả của video này. Tiền thưởng này để bạn có thể sử dụng để mà trang trải phí giao dịch lên tới 50%. Ngoài ra, để gia tăng sự đơn giản, khi mà giao dịch trên Marchex bạn không cần phải KYC, cũng không cần phải VPN để mà truy cập, giao dịch và sử dụng dịch vụ. Markets có hệ thống bảo vệ thao túng giá, tính thanh khoản cao giúp cho bạn yên tâm hơn khi mà giao dịch. Ngoài cái sự tiện lợi và nhanh chóng khi mà đăng ký cũng như là giao diện tối giản cho trải nghiệm tốt hơn. Cùng với những cái thông tin khuyến mại hấp dẫn nhưng mà nào mà có hứng thú muốn tìm hiểu thêm thì có thể tìm hiểu bằng cách ta bấm vào cái link ở bên dưới video này ở phần mô tả. Và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay. Chúng ta bây giờ hãy trở lại với những cái tin tức nổi bật trong video này nhưng mà những tin tức xấu đó thì không ngừng đó đâu các bạn chúng ta thấy được là sec đã chi hoãn ra quyết định và mở rộng thời gian những ý kiến về việc có nên cho phép giao dịch option như là quyền chọn cho các quỹ Bitcoin Spot ETF hay là không và cái này là một cái chiến lược trì hoãn các bạn khi mà họ trì hoãn rồi đó để mà câu giờ thì họ sẽ trì hoãn với lý do là mở rộng để mà nhận ý kiến của người dân nhưng mà tới cuối cùng nó quyết định và nó quyết định của SEC thì cũng không có trade option các bạn nhưng mà cái mà các bạn nên hiểu đây là chúng ta muốn có nhiều sản phẩm ở bên trên sản phẩm Bitcoin Spot ETF giống như chúng ta được là chúng ta có thị trường Bitcoin Spot thì xưa giờ đó đó là một thị trường mà các bạn sử dụng và thị trường đó đã ngày càng lớn lần nhưng mà để có cái tính gọi là được chấp nhận rộng rãi và có cái tính gọi là an toàn dài hạn nên thì chúng ta muốn có những sản phẩm đến từ forward dựa trên thị trường spot. Tại vì càng nhiều sản phẩm càng xây trên đó đó thì nó càng vững chắc hơn. Cho nên chúng ta bây giờ đã có bitcoin spot ETF. Chúng ta mới đầu là có bitcoin futures ETF rồi tới bitcoin spot ETF và sau đó chúng ta muốn có thêm một tầng nữa là những cái sản phẩm option, những cái sản phẩm mà quyền chọn đó, bên trên bitcoin spot ETF. Tại vì càng nhiều những sản phẩm như vậy càng nhiều những sản phẩm mà nó trồng chéo lên nhau thị trường càng vững chắc tại vì một ngày nào đó một ai đó đó muốn ra quyết định gì mà không tốt cho thị trường bitcoin ra thì họ phải nghĩ đến hậu quả tại vì có rất nhiều những sản phẩm nằm trồng chéo lên nhau và ngày lại càng nhiều công ty lưu trữ những cái cổ phần này đó là điều mà chúng ta muốn nhưng mà tới bây giờ đó chúng ta đã có bitcoin smart etf thì coi như là cũng tương đối khiến cho chúng ta có cái lòng tin vững chắc vào thị trường bitcoin dài hạn hơn nhưng mà chúng ta vẫn chưa có những cái sản phẩm như là option bên trên Bitcoin Spot ETF Bây giờ đã không biết lý do gì mà SEC vẫn đang câu giờ hiện tại và chúng ta cũng thấy được là có một cái nguồn tin liên quan tới Ether Spot ETF Chúng ta đã biết là cái ngày mà ra quyết định cuối cùng là vào cuối tháng 5 các bạn thông quên ngày chính xác rồi, thôi sẽ chia sẻ thêm trong những video sau này Nhưng mà ngày 23 hay là ngày 26 gì đó Nhưng mà cái chúng ta nên biết đó là chúng ta bây giờ còn khoảng một tháng nữa là sẽ biết cái thông tin liên quan tới Ether Spot ETF Và hiện bây giờ chúng ta có 7 đơn tổng cộng và trong đó có đơn của BlackRock luôn các bạn và đương nhiên những đơn này nộp ngày khác nhau thì ngày hết hạn khác nhau nhưng mà chúng ta đã biết là cách làm của SEC đó là họ một là từ chối hết hai là họ chấp nhận hết thì khả năng cao họ sẽ từ chối hết hay chấp nhận hết trong vòng một tháng nữa nhưng mà đáng tiếc đó, khả năng bây giờ vẫn đang ở bên là sẽ bị từ chối cao hơn là chấp thuận các bạn và hôm nay đó Reuters cũng đã đưa tin là SEC ở Hoa Kỳ dự kiến sẽ từ chối các ETH spot ETF vào tháng tới dựa theo nguồn tin từ bốn người cho trong cuộc Reuters nói là những cái cuộc họp gần đây ra giữa các nhà phát hành và SEC đã diễn ra một chiều và nhân viên cơ quan không thảo luận về các chi tiết cụ thể. Đăng lý đâu đến bây giờ họ phải bàn về cụ thể rồi tại vì còn một tháng nữa mà thôi. Thì điều này đã khiến cho những cái công ty họ không có lạc quan các bạn về khả năng được chấp thuận. Nếu như mà SEC từ chối Ether ETF đó, họ có thể dùng những lý do chung chung chẳng hạn như là bản chất và độ sâu của dữ liệu thống kê về thị trường Ether chưa đầy đủ SEC đó cũng có thể lập luận là họ không có đủ thời gian để mà quan sát quỹ Ether Futures ETF trước khi mà ra quyết định thì đây là những cái chuẩn đó mà thôi các bạn chúng ta phải đợi cho đến tháng sau biết chính xác được nhưng mà cũng như là Bloomberg cũng như là nhiều công ty khác đó thì khả năng là không có cao Thuận đó thì các bạn đã biết là Thuận cũng lưu trữ nhiều Ether ngoài chỉ Bitcoin ra đó thì Ether là đồng Thuận lưu trữ nhiều nhất thì đương nhiên Thuận cũng hy vọng là được thông qua nhưng mà Thuận sẽ có cái suy nghĩ là sẽ bị từ chối nếu như mà thuận đón sai thì đó là quá tốt rồi các bạn chúng ta sẽ có một cái sự bất ngờ tốt đó là cái tâm lý của thuận hiện bây giờ và đối với Ether đó các bạn thấy được là SEC ngày hôm nay đã gửi cái Wells Notice tới cho công ty Consensus. Đây là một công ty rất là lớn các bạn, là công ty mà ủng hộ Ether nhiều năm và là chủ của MetaMask. Thì các bạn hãy nhớ là Wells Notice là một cái thông báo cho một doanh nghiệp biết là SEC chuẩn bị khởi kiện và cho cái doanh nghiệp đó một cơ hội để nói với SEC tại sao mà không nên khởi kiện à, và các bạn biết là hầu như nếu như mà SEC đã gửi Wells notice rồi thì họ sẽ chuẩn bị kiện các bạn khả năng không kiện rất là thấp nhưng mà consensus đã nói tới đây là quá đủ rồi và thay vì đang ngồi chờ SEC kiện thì consensus đã quyết định là đi trước một bước và kiện SEC các bạn và họ đã đợi đơn kiện SEC và yêu cầu to ba điều thứ nhất là họ yêu cầu tòa phải phán y từ không phải để chứng khoán cùng với lại suy nghĩ với lại cftc các bạn ban quản lý hàng hóa nghĩ là y từ không phải chứng khoán thì bây giờ chỉ có sec mới có suy nghĩ đó mà thôi và thậm chí đến bây giờ họ vẫn chưa có chính thức nói Ether là chứng khoán các bạn. Tất cả chúng ta nhận được chỉ là những tin đồn mà thôi và thậm chí chúng ta đang nhớ lại cái tên bài tháng đó thì có những cái thông tin nói là SEC đang điều tra về Ether đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì hết. Thì uh, Thuân cũng đã xem một cái đoạn clip các bạn, đoạn clip này đó là của Laura Shin của một cái podcast gọi là Unchained. Thì trong cái Đoạn clip đó, đó thì có những luật sư Cũng đã đưa cái ý kiến Về tình hình của SEC và Ether Thì họ nói là khả năng đó là SEC Cũng không có muốn đụng độ với Ether đâu Cũng không muốn nói là Ether là chứng khoán Nhưng mà họ cũng không muốn cho thông qua Ether spot ETF Cho nên có thể là họ Đang gửi những cái Wells notice này để thu thập dữ liệu Và nếu như mà họ từ chối Ether, spot ETF sẽ có đầy đủ bằng chứng hơn tại sao đây là một thị trường mà không nên có sản phẩm spot ETF chứ không hẳn là họ muốn nói Ether là chứng khoán đâu nhưng mà cái đó cũng không quan trọng cuối cùng đó thì consensus cũng đã để đơn kiện để biết câu trả lời là muốn biết Ether có phải là chứng khoán hay là không và yêu cầu tòa phải phán cái vụ này. Kế đó đó thì uh, họ yêu cầu tòa là ban lệnh cấm SEC không được làm phiền những nhà phát triển Ethereum các bạn. Và thứ ba là phải phán quyết Metamask không phải là một đơn vị môi giới chứng khoán tại vì SEC có thể đang nghĩ Metamask có những chức năng như là Swap thì nó giống như là một sàn giao dịch cho nên cần phải đăng ký vân vân. Thì uh, họ nói là không, Metamask chỉ là một cái ví điện tử mà thôi, không phải là một môi giới chứng khoán trong định nghĩa của SEC. Kỳ này đó thì chuyện lớn rồi các bạn, chúng ta không cần phải suy nghĩ khi nào SEC mới nói y từ được chứng khoán. Bây giờ đó thì Consensus đã đi trước một bước và muốn biết sự thật như thế nào. Và chúng ta thấy được là Consensus là công ty rất là lớn và họ đứng sau lưng rất là nhiều những cái sản phẩm dịch vụ liên quan tới Ether và họ cũng một phần lớn của cái Ethereum Enterprise Alliance nghĩa là cái liên minh doanh nghiệp Ethereum các bạn và họ có rất nhiều tiền. Họ cũng đã mướn một cái công ty luật rất là nổi tiếng và mắc tiền đó chính là công ty Watchtel thì đây là công ty luật sẽ đại diện cho consensus cũng là công ty đại diện cho Coinbase các bạn và cách đây nhiều năm đó, thuận thấy rất là nhiều những cái bài viết những cái thông tin liên quan tới Ethereum bị lỗi thời sẽ bị thay thế bởi những cái đồng mới hơn vân vân Vì công nghệ bên này bị kia thuận đã chia sẻ rất nhiều lần với các bạn trong vòng bao nhiêu năm qua các bạn có thể nói là từ những ngày đầu tiên luôn thuận nhớ hình như cái video đầu tiên trên channel này là thuận nói về Ethereum để các bạn hiểu được là đứng sau lưng Ethereum có những cái thế lực nó cực kỳ lớn như thế nào các bạn có thể nghĩ đến công nghệ có thể nghĩ đến cái này cái kia nhưng mà về hệ sinh thái về hậu thuẫn đó thì Ethereum vượt trội xa hơn tất cả những hệ sinh thái khác đó là điều các bạn cần nên hiểu cho nên thông mới nói là cái vụ kiện này một vụ kiện rất là lớn và chúng ta hãy nói tới cái thông tin kế tiếp đi các bạn thấy được là hôm nay ra sẽ là cái ngày mà có đáo hạn cái số lượng 9.3 tỷ đô la option cái này là điều thường đã chia sẻ trong video ngày hôm qua rồi và các bạn đã biết là cái giờ đáo hạn đó bây giờ là khoảng 6 giờ tối tại Cali thì chúng ta còn khoảng chừng là 7 tiếng nữa là sẽ đáo hạn các bạn nghĩa là 3 giờ chiều Việt Nam 1 giờ sáng Cali thì chúng ta được là cái điểm max pen đã của Ethereum là 3.100 đô và max pen của Bitcoin là 61.000 đô max pen là cái điểm mà nhiều hợp đồng sẽ lỗ nhất chúng ta cũng đã nói nhiều trong video ngày hôm qua rồi nhưng mà nói tóm lại đó thì ngay bây giờ đi refresh lại thì chúng ta thấy được là ether đang ở cái điểm max pain rồi bitcoin đó thì còn một khoảng cách nữa các bạn từ 64 000 xuống còn 61 000 đó, còn một khoảng cách chỉ còn 7 giờ nữa thôi họ có đủ sức lực để mà đẩy bitcoin về 61 000 đô trong vòng 7 giờ hay là không chúng ta sẽ biết sớm mà thôi các bạn chúng ta cũng có một cái thông tin liên quan tới châu âu các bạn thì nghị viện châu âu đã thông qua luật bắt buộc những công ty crypto đã phải kiểm tra kỹ khách hàng để mà chống việc rửa tiền thì hiện bây giờ những cái sàn ở châu âu cũng đã theo luật mica rồi các bạn và nó đòi hỏi phải kyc thì thùng không hiểu là cái này nó sẽ đòi hỏi thêm cái gì nhưng mà theo thông biết đó là những sàn giao dịch những công ty crypto đó thì họ phải kiểm tra kyc gắt gao hơn có thể là họ cần nhiều chứng từ hơn để mà chống việc rửa tiền thì cái luật này đã sẽ sớm được hội đồng euro thông qua và và có hiệu lực sau 3 năm các bạn. Thì bây giờ chỉ là năm 2024 mà thôi, cái này là phải 3 năm sau nữa là năm 2027. Nhưng mà có nhiều người đó thì bây giờ đang la làng đó là oh no, dự luật này là du lịch mà sẽ cấm không cho phép công dân ở châu Âu có thể là tự lưu trữ crypto, tất cả phải thông qua sàn hết thì không phải đâu các bạn. Cái đó là không đúng sự thật. Cái dự luật này đã chỉ áp dụng với những sàn giao dịch những cái doanh nghiệp ở châu Âu mà thôi mà đã theo luật MiCA cái ví cá nhân đó, thì bây giờ không theo luật mika hiện tại sau này có cần hay không đó, chúng ta không biết nhưng mà đó là chỉ là những cái thông tin uh, gây cái sự lo lắng mà thôi các bạn chứ còn cái luật này đó chỉ được thông qua đây nữa cũng không ảnh hưởng đến những người mà họ muốn tự lưu trữ crypto chỉ ảnh hưởng đến những sàn giao dịch họ có trách nhiệm nhiều hơn để mà báo cáo thông tin mà thôi But có một cái bài bỏ phiếu thì bây giờ cũng rất nổi tiếng các bạn đây là bài bỏ phiếu đến từ một youtuber có tên là Charles Pirallo tôi cũng không biết người này đâu các bạn nhưng mà hôm nay đây cái link được chia sẻ nhiều thì uh, người này đó đã có một cuộc bỏ phiếu thì bây giờ vẫn tiếp tục bỏ phiếu các bạn nhưng mà cái câu hỏi đó là bitcoin có phải là lừa đảo và lúc mà thuận chụp hình này đó các bạn nhìn thấy được là có 104.000 người đã bỏ phiếu nói chung đây là một cái đợt bỏ phiếu rất là lớn và các bạn nhìn thấy được là 61 phần trăm nghĩ là bịt coi là lừa đảo thì đó là tin xấu các bạn nhưng mà tin tốt đó là 61% vẫn nghĩ Bitcoin là lừa đảo <laughs> Cho nên tùy theo các bạn nhìn vào góc cạnh nào Như thường thường hay chia sẻ với các bạn Vì bà nói là anh Thuận ơi Người này hay là người kia nói Bitcoin là lừa đảo Nói Bitcoin là Ponzi Nói Bitcoin là không có giá trị vân vân Cái đó tốt mà bạn Nếu như mà ai cũng nghĩ Bitcoin là tương lai Thì lấy đâu ra cơ hội nữa Cho nên đây không phải là tin tức xấu đâu 61% vẫn nghĩ Bitcoin là lừa đảo Đối thuận là tình tốt Nhưng mà có thể nhiều người nhìn cái này Nói là tin tức xấu Những cái sự lựa chọn là yes Có nghĩa là Bitcoin là một cái sự lừa đảo, no nghĩa là không phải và đương nhiên ensu nghĩa là chưa chắc, các bạn nghĩ Thuận bỏ phiếu gì, đương nhiên là Thuận à, đã bỏ cái phiếu yes thì các bạn, đó là một lừa đảo để mà tăng cái phần hấp dẫn, <laughs> tuy nhiên à, Thuận đang trung bình giá mà các bạn, thì à, Thuận bỏ phiếu yes. <laughs> <laughs> nhưng mà các bạn thấy được là sau khi mà chia sẻ thông tin này đó thì rất nhiều bạn cũng đã đi vào cái YouTube này để có thể bỏ phiếu và trong thời gian ngắn thôi từ 104.000 phiếu bầu đã tăng lên tới 112.000 phiếu bầu của các bạn trong vài phút thôi các bạn ủng hộ mạnh mẽ quá và nhiều bạn nói là chúng ta cũng có thể thấy được là nhiều người đó thì trả lời yes tại vì họ muốn giá bitcoin xuống để mà thu mua chứ họ có thể là không nghĩ bitcoin là lừa đảo à, cho nên cái này cũng có thể là không có chính xác lắm nhưng mà thật ra đó các bạn thì được đây là một bộ phiếu rất là nổi tiếng và tới bây giờ để refresh lại các bạn có thể nhìn thấy được là chúng ta bây giờ đã có 295.000 295.000 người bỏ phiếu rồi các bạn và cái phần trăm trả lời yes đó, thì đã giảm xuống một chút từ 61 thành 60% thì đương nhiên là có nhiều người vào đây và bỏ phiếu là no hay là unsure các bạn cho nên cái phần yes nó mới giảm xuống như vậy thì thường không nghĩ là những cái câu trả lời yes của chúng ta ảnh hưởng nhiều đến kết quả đâu có thể là rất nhiều người đã nghĩ Bitcoin bây giờ vẫn là lừa đảo các bạn và đó đương nhiên không phải là điều xấu như thường vừa chia sẻ với các bạn chúng ta vừa Nói tới rất nhiều tin tức xấu trong video ngày hôm nay các bạn thì đến đây đã coi như chúng ta cũng đã nói xong về tin tức xấu rồi. Bây giờ ta sẽ nói thêm một số những tin tức bật khác trong video này. Thì trước hết chúng ta hãy nhìn xem là cái phần trăm Bitcoin có lời là bao nhiêu. Thì các bạn nhìn thấy được là với cái mức giá ngày hôm nay đã cũng tương tự như ngày hôm qua thì chúng ta nhìn thấy cái phần trăm có lời là 87.5%, bao nhiêu thường đã chia sẻ rất nhiều lần với các bạn nhiều bạn thì muốn giá Bitcoin nhanh chóng hồi phục nhưng mà chúng ta thật sự muốn giá Bitcoin đâu đó ở cái mức này hay là thậm chí thấp hơn cũng được các bạn miễn là Bitcoin chịu ở mức nào đó và không di chuyển nhiều trong một thời gian có thể là vài tuần thậm chí là một hai tháng để những chỉ số nguội lại các bạn. Cái đó nó sẽ tốt hơn cho Bitcoin dài hạn. Chúng ta trước khi mà nói tới altcoin đó thì uh, chia sẻ nếu như bạn nào mà đầu tư crypto đó thì các bạn cần nên biết các bạn có thể lựa chọn đồng này hay đồng kia vì lý do này lý do kia nhưng mà sự thật đó thì các bạn hãy xem cái clip ngắn này khi mà bitcoin giảm 5% thì altcoin của các bạn có thể là sẽ giảm rất là sâu các bạn nhưng mà nào mà vừa đến thị trường này đó, thì có thể đã dễ dàng nhận ra được rồi cho nên trên cái channel này đó chúng ta chú tâm rất nhiều về bitcoin tại vì cho dù các bạn có tin tức gì các bạn đầu tư đồng nào đi nữa đó thì cái xu hướng chung của thị trường chính là bitcoin tại vì tới bây giờ đó Bitcoin là chiếm 1,2 nghìn tỷ trong tổng số là 2,4 nghìn tỷ của thị trường crypto này các bạn cái phần lớn nhất vẫn là Bitcoin và Bitcoin vẫn là thương hiệu hàng đầu vẫn là cái xu hướng chung của thị trường và hôm nay đây chúng ta nhìn thấy được là vốn hóa thì cũng không thay đổi nhiều so với ngày hôm qua là gần như là 2,5 nghìn tỷ và chúng ta nhìn vào thị trường Nhìn chung đó, thì có rất nhiều màu đỏ ngày hôm nay các bạn Tuy Bitcoin không thay đổi nhiều nhưng mà nhiều cái altcoin cũng đã giảm khoảng chừng 4-5% ngày hôm nay và chúng ta cũng có một cái tin tức liên quan tới Hedera Hashgraph các bạn hiện bây giờ đang giảm 5% chúng ta cũng nên nhớ là có tin tức liên quan tới cây quỹ của Blackrock được token hóa ở trên mạng lưới của Hedera dẫn đến giá cả đã tăng nhanh ngày hôm qua chúng ta nhìn thấy được là tăng khoảng chừng là gần như 100% các bạn nhưng mà sau đó đó đã có một cái sự điều chỉnh xuống như là các bạn nhìn thấy trên màn hình thì điều chỉnh xuống khoảng chừng là phân nửa vẫn giữ được phân nửa cái phần trăm tăng trưởng và chúng ta cũng đang thấy được là BlackRock cũng đã nói với Contagraph đó là BlackRock không có mối quan hệ thương mại gì với Hedera và BlackRock cũng không chọn Hedera để mà mã hóa bất kỳ quỹ nào của BlackRock và họ đã nói là như chúng tôi đã làm trong quá khứ, BlackRock sẽ trực tiếp thông báo cho công chúng về sự phát triển của chiến lược tài sản số của mình. Thì nghĩa là gì các bạn? Nghĩa là quỹ BlackRock đó thì họ nói là cái công trái phiếu Money Market mà được token hóa. Ở trên mạng lưới của Hedera đó là được token hóa bởi một công ty thứ ba chứ không phải được trực tiếp ở BlackRock. Cái này cũng không gì còn là mới đâu. Hôm qua thằng đã chia sẻ với các bạn rồi. Thuân nghĩ là phần lớn mọi người cũng hiểu cái sự thật ra sao nhưng mà có một số người đó thì có thể là không có đọc kỹ hay là chúng ta sẽ được là có nhiều cái tin tức nó mang giật gân đó thì họ nói là BlackRock token hóa cái quỹ của họ trên Hedera nhưng mà khi mà đọc kỹ đó chúng ta thấy được là ồ oh, thì ra là công ty thứ ba là công ty thường nhớ là Archex à, thì lấy cái quỹ của BlackRock để mà token hóa chứ không phải là BlackRock tự token hóa thì cũng là tin tức tốt các bạn nhưng mà không có phải là tin tức như là nhiều người nghĩ cho nên có thể đó lý do tại sao mà dẫn đến một cái sự điều chỉnh sau khi mà tăng nhưng mà vẫn giữ được là khoảng chừng 50% sự tăng trưởng hiện bây giờ chúng ta cũng có một cái clip ngắn các bạn cái clip này là 36 giây mà thôi thì uh, chúng ta được là trên màn hình chúng ta có một trong những người mà nhiều bạn có thể nhớ đó chính là CEO của Cantor Fitzgerald thì đây là công ty mà họ lưu trữ cái số tiền của tether và họ có cái sự quan hệ rất thiết với tiền crypto thì đương nhiên họ có lòng tin đối với BTC rồi thì hôm nay đó ông nói là bitcoin sẽ không có biến mất đây là một cái tài sản mà nó sẽ có cái độ tăng trưởng dài hạn và bây giờ đừng hỏi ông là hôm nay hay là ngày mai hay năm sau đây giá Bitcoin sẽ tăng hay giảm đây là một cái chu kỳ mỗi 4 năm chúng ta vừa có Bitcoin halving thì 4 năm sau mời ông trở lại đi thì ông tin là giá Bitcoin 4 năm sau sẽ cao hơn là giá bây giờ đó là cái sự chia sẻ đến từ CEO của Cantor Fitzgerald chúng ta cũng thấy được là có những thông tin khác như là Morgan Stanley đó thì đây là một trong những công ty mà Thuận đã từng làm trước đây các bạn đã biết là một công ty tài chính thì họ có thể là sẽ cho phép khoảng chừng là 15.000 nhà môi giới của mình tích cực giới thiệu sản phẩm Bitcoin ETF spot cho khách hàng thì bây giờ thì vẫn chưa các bạn chúng ta đã nhớ là cách đây vài tuần nữa họ nói là trong vòng một hai tuần nữa thế bây giờ thì vẫn chưa nhưng mà chúng ta thấy được là khi mà họ bắt đầu cho phép những nhà môi giới của họ Ờ, để giới thiệu sản phẩm này đó thì nó sẽ có cái dòng tiền mới đi vào thị trường này đây là cái giai đoạn 2 khi bạn đã biết là chúng ta nói tới ba giai đoạn của Bitcoin Spot ETF giai đoạn 1 đó là ngay bây giờ phần lớn là mọi người họ tự tìm hiểu họ lên những sàn giao dịch của chứng khoán và họ tự mua nhưng mà giai đoạn 2 đó sẽ là những nhà môi giới họ tích cực để mà giới thiệu sản phẩm bitcoin etf cho khách hàng cái đó nó có tính bền vững lâu hơn các bạn và giai đoạn 3 đó là cái giai đoạn mà sẽ có những công ty như là lương hưu đó thì họ đầu tư cái đó sẽ dài hạn hơn và bitcoin trở thành một phần của những cái mô hình đầu tư các bạn cái dòng tiền đó nó mới bền vững và hôm nay chúng ta có cái thông tin là công ty tư vấn về hưu là GRP họ cũng đang lưu trữ tổng cộng là cổ phần của 7 quy Bitcoin ETF. Đây là bắt đầu của giai đoạn 3 đó các bạn. Chúng ta thấy được là mọi thứ nó vẫn đang tiến triển. Tất cả những gì các bạn thấy đó chỉ là đến từ phần lớn như nhà đầu tư trên phố Wall mà thôi, những nhà đầu tư thông thường các bạn. Nhưng mà các bạn có thể thấy được là rất nhiều người đó thì lo lắng khi chúng ta có những ngày như thế này. Khi mà có dấu hiệu bán đến từ những cái quỹ nhưng mà một ngày, hai ngày, ba ngày, thậm chí là một tuần có dòng tiền âm đó thì đâu có liên quan gì đâu các bạn. Cái điều quan trọng hơn hết là chúng ta đừng quên mãi mê ngắm cây mà quên đi cả thu rừng, chúng ta nhìn thấy được là đã có tổng cộng là hơn 12 tỷ đô la các bạn đã đi vào thị trường này từ lúc bắt đầu từ khoảng chừng là ngày 11 tháng 1 tới bây giờ đã có 12 tỷ với đó cũng là lý do tại sao mà chúng ta có thể thấy được là giá BTC đã tăng trưởng liên tục từ 40.000 đô lên tới 64.000 đô cho dù là hôm nay giá điều chỉnh hôm qua giá điều chỉnh thì sao các bạn giá đầu năm tới bây giờ vẫn đang liên tục tăng trưởng ở mức là từ 40.000 bây giờ lên tới như thường dự chia sẻ là 64.000 đô nếu như mà không có Bitcoin Spot thì đâu có dòng tiền nào đó các bạn cho dù là phân nửa cái số này rời khỏi đây nữa thì chúng ta vẫn có 6 tỷ mà không có trước đây Bitcoin Spot ETF đó là một cái kính phóng đại trong thời gian ngắn hạn các bạn khi mà tình hình xấu đó như là ngày hôm nay thì sẽ có dòng tiền rời khỏi nhiều hơn là bình thường nhưng mà khi mà tình hình tốt đó các bạn thì được là khi mà giá Bitcoin 71 72 ngàn đô thì nhiều khi một ngày có cả tỷ đô la đi vào thị trường này đến thì nhiều Bitcoin Spot ETF tại vì sao các bạn tại vì cho dù là đầu tư vào Bitcoin Spot ETF hay là ở trên thị trường spot thì tới cuối cùng cái yếu tố quan trọng vẫn là FOMO và sự sợ hãi các bạn cho dù các bạn là một nhà đầu tư bình thường hay là một người quản lý cả tỷ đô la Cảm xúc vẫn là cảm xúc của bạn Tới cuối cùng nó chỉ là cảm xúc của con người mà thôi Nhưng mà chúng ta được là những gì mà đang xảy ra chỉ là giai đoạn 1 mà thôi Còn giai đoạn 2 và giai đoạn 3 đang từ từ tới gần các bạn nhiều người đó họ đã quá xem nặng sự ảnh hưởng của Bitcoin Spot ETF ngắn hạn mà họ lại không nghĩ đến sự ảnh hưởng dài hạn của Bitcoin Spot ETF như thế nào. Và chúng ta thấy được là nói tới Bitcoin Spot ETF đó, thì một trong những ngân hàng lâu đời nhất ở Hoa Kỳ đó chính là BNY Mellon thì họ cũng đang lưu trữ cổ phần của quỹ BlackRock và Grayscale Bitcoin Spot ETF. Chúng ta cũng thấy được là ngày hôm nay đây cũng có cái thông tin là cái sàn chứng khoán lớn ở nước Đức đó chính là Deutsche Börse thì cái sàn này đó cũng đã bắt đầu cung cấp cái dịch vụ giao dịch crypto cho những khách hàng tổ chức của họ ở nước Đức. Và chúng ta thấy được là Coinbase ngày hôm nay đó thì cũng đã có một cái quảng cáo mới. Thì cái quảng cáo này đó đã là bắt đầu từ một người đặt cái bánh pizza các bạn và cái thông điệp đó là hãy tưởng tượng mỗi lần mà bạn đặt pizza hệ thống phía sau nó phức tạp như thế này khi mà bạn đặt pizza rồi nên thì đương nhiên bây giờ không phải gì nữa các bạn nhưng mà cứ nghĩ là khi bạn đặt rồi đó thì hồi xưa người ta sử dụng những cái máy như thế này đó để mà chuyển những cái google khác nhau rồi sau đó mới in ra một cái thẻ rồi sau đó đó là có cả đống người như thế này để mà làm một cái pizza nhưng mà mỗi người đó thì sẽ ăn một miếng các bạn là cái phí của họ thì khi mà giao đến các bạn đó bánh pizza chỉ còn bao như đây mà thôi thì đó là hệ thống tài chính hiện tại khi các bạn gửi tiền đó, thì mỗi người mỗi ngân hàng mỗi nơi họ sẽ lấy một phần các bạn nhưng mà nào mà gửi tiền siêu quốc gia các bạn sẽ biết hay là các bạn sử dụng những cái dịch vụ như là Paypal thì tới cuối cùng quán pizza các bạn order nó nó sẽ mất một phần như thế này các bạn À, và đây là thông điệp từ sàn coinbase thì đương nhiên tôi rất là thích cái thông điệp này nhưng mà các bạn cũng nên nhớ là sàn coinbase <laughs> cũng là một sàn mà họ có rất là nhiều phí các bạn khi mà các bạn uh, sử dụng sàn coinbase các bạn gửi hay là các bạn mua bitcoin hay là bán crypto các bạn sẽ biết phí của họ cao như thế nào thì bản thân họ cũng là một cái người mà ăn phí cũng là cái người mà ăn mất một phần của bánh pizza của các bạn <laughs> cho nên cảm thấy cái quảng cáo này thú vị nhưng mà nó hơi có gì đó sai sai chúng ta còn vài thông tin nữa nữa muốn chia sẻ với các bạn thì chúng ta đã biết là sau khi mà có bitcoin hạ bình vào thứ sáu tuần vừa rồi đó thì cái satoshi đầu tiên của khối hạ bình thứ tư của Bitcoin vừa được đấu giá với cái mức giá là 33.3 BTC các bạn. Thì giá hơn 2 triệu mốt đô la. Các bạn nghĩ đi. Một Satoshi là một phần cực kỳ nhỏ. Cái phần nhỏ nhất của Bitcoin. Bây giờ bán với giá là 33.3 BTC các bạn. Và đương nhiên chỉ có một Satoshi của cái khối mà có Bitcoin bình mà thôi các bạn. Và có thể đào được đó, thì không những là các bạn cần phải có cái lượng hash rate mạnh nhất. Mà các bạn cần phải có một cái gọi là may mắn là các bạn tại vì đào bịt khôi đó nó có cái hiệu ứng may mắn trong đó nhưng mà nào mà đào sẽ hiểu chúng ta cũng có cái thông tin đó, là công ty stripe các bạn đây là công ty mà 6 năm trước đó, họ đã ngừng hỗ trợ thanh toán bằng btc thì họ đã quay lại thị trường này rồi và họ đã thông báo là sẽ cho phép khách hàng thanh toán bằng crypto bắt đầu từ USDC ở trên Solana, Ether và Polygon các bạn. Và cái thông tin kế tiếp á, tôi chia sẻ nhanh một chút tại vì video nó cũng khá dài rồi. Thì các bạn thấy được là tuy ngay bây giờ ở châu Âu vẫn chưa có những cái luật là cấm các bạn sử dụng ví cá nhân tại vì đương nhiên là những cái ngân hàng họ muốn các bạn sử dụng dịch vụ của họ rồi. Tại vì các bạn sử dụng ví cá nhân đó, crypto cho ví các bạn đâu có tạo cho họ bất cứ lợi nhuận gì đâu. Nhưng mà bây giờ vẫn chưa, nhưng mà các bạn thì là ở Hoa Kỳ đó thì tuy là vẫn chưa có luật liên bang nhưng mà nhiều tiểu bang giống như là hôm nay đã thông tin đến từ tiểu bang Ohio thì họ cũng đã có những đề xuất để mà bảo vệ quyền lưu trữ crypto của người dân có thể là tự lưu trữ trong ví cá nhân và có thể là đào bịt kho được mà không ai có thể ngăn cản thì đây là những cái bước giống như là đi trước các bạn lỡ như mà ở bên liên bang có những cái luật xấu thì ít ra tiểu bang cũng vẫn được bảo vệ chúng ta cũng có những cái thông tin như là liên quan tới uh, runes của Bitcoin các bạn thì vào ngày 23 tháng 4 đó nghĩa là vào cái T2 ngày những giao dịch của giao thức runes đã chiếm tổng cộng là 81% tổng số giao dịch trên blockchain Bitcoin. Điều này ra chủ yếu là do cái hoạt động khắc và tạo token ở trên runes các bạn đây là một cái giao thức cho phép các bạn tạo token trên mạng lưới của BTC trực tiếp. Trong khi mà giao dịch Bitcoin thông thường chỉ chiếm có 19% mà thôi. Những cái token BRC20 và Ornals chỉ chiếm một phần rất nhỏ, lần lượt là 0.2 và 0.1. Runes cũng đóng vai trò đáng kể và phí giao dịch các bạn chiếm 64% tổng phí, tương đương với khoảng chỉ là 133 triệu đô la thì các bạn có thể nhìn thấy được là cái lý do tại sao mà cái phí cao gần đây đó thì một phần là do runes các bạn và chúng ta thấy được là cái phí bây giờ cũng đang từ từ hạ xuống rồi các bạn hãy nhớ cái đây vài ngày đã phí lên tới 80 đô la bây giờ đã đã trả về cái mức là 9 đồng 48 mươi cent rồi các bạn và đương nhiên có thể giảm hơn nữa khi mà mạng lưới không còn bị tắc nghẽn nữa nhưng mà chúng ta cũng đang chứng kiến một trong những cái câu hỏi mà nhiều bạn đã hỏi trước đây là một ngày nào đó lúc đó là năm 2140 các bạn tới khi đó mà không còn cái phần thưởng Bitcoin nữa thì những cái thợ đào họ lấy lý do gì họ có lợi gì để mà bỏ về nữ Bitcoin thì câu trả lời là họ sẽ lấy cái phí giao dịch các bạn tới năm 2140 thì mới đào hết cái số lượng Bitcoin bây giờ chúng ta chỉ mới có năm 2024 mà thôi thì khả năng cao thuận mà nhiều bạn sẽ không có thầy sống sót để mà chứng kiến cái thời điểm đó nhưng mà từ đây đến đó còn thời gian rất là dài mà mới đây thôi chúng ta thấy được đã có nhiều cái giải pháp những cái thời đào rồi để họ có thể đã kiếm được cái phí giao dịch cao hơn mà không cần phải chi dựa vào cái số lượng không được thưởng khi mà đào và chúng ta cũng có thông tin cuối cùng đó là liên quan tới FBI các bạn họ cảnh báo người dân Hoa Kỳ không nên dùng những dịch vụ crypto từ những công ty mà chưa đăng ký là doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ hay là MSB theo luật liên bang và không tuân thủ những cái quy tắc liên quan đến chống rửa tiền và cũng đề nghị người dùng nên sử dụng mạng lưới thực thi tội phạm tài chính ở Hoa Kỳ hay còn gọi là FinCEN để mà tra cứu trước để xem doanh nghiệp nào đăng ký với lại doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ thì chúng ta có thể nhìn thấy được là họ cũng đã đưa ra cái thông báo chính thức này và có một trang web các bạn thì nói chung đó, họ chỉ khuyến khích người dân là sử dụng những cái sàn giao dịch mà đã đăng Đăng ký rồi chứ không có sử dụng những sàn giao dịch mà chưa có biết cái nguồn gốc như thế nào. giống như là chúng ta có thể lên trên trang web này, giả sử như chúng ta muốn xem gọi là Coinbase đã có bằng hay là chưa thì chúng ta có thể uh, điền vào là Coinbase và các bạn bấm vào cái chữ search thì các bạn sẽ nhìn thấy được là Coinbase đã có đăng ký với những tiểu bang nào và đã có đăng ký với lại cái mạng lưới thực thi tội phạm tài chính Hoa Kỳ hay chưa và câu trả lời là đã đăng ký rồi các bạn. Đây là Coinbase In, như các bạn nhìn thấy trên màn hình và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong một video ngày hôm nay Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Thuận Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm hiểu những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, XM, 4E, Binance, Alineax và một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.